Lịch sử bóng đá Việt Nam từng ghi dấu không ít những thế hệ cầu thủ được gắn với danh xưng thế hệ vàng. Từ thời của Công Vinh, Vũ Phong với chức vô địch AFF Cup 2008, thế hệ Quang Hải, Công Phượng với thành công rực rỡ của hiện tại và cả những thế hệ dù chưa bao giờ lên ngôi vô địch nhưng tài năng và cảm xúc mà họ mang lại đã trở thành thanh xuân của biết bao nhiêu người. Trong những ngày tháng sống cùng SEA Games Việt Nam như thế này, những cảm xúc như thế lại ùa về với thế hệ vàng của Văn Quyến, Quốc Vượng, Hữu Thắng hay Thanh Bình. Nắng phương đông chiếu sáng SEA Games, Việt Nam hân hoan chào đón. Câu hát vang vọng những ngày tháng 12 năm 2003 đã trở thành một phần ký ức trưởng thành của nhiều người dân Việt Nam. Năm đó, đất nước lần đầu tiên tổ chức một kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á kể từ khi hội nhập. Cũng năm đó, bóng đá Việt Nam khát khao cho lần đầu tiên chạm tới vinh quang khu vực với thế hệ vàng được giới thiệu. Thế hệ đó khiến người ta mê mẩn với vị trí tứ đại anh hào châu lục ở giải U16 châu Á năm 2000. Trong cùng năm 2003 ấy, trước SEA Games chỉ khoảng một tháng, thế hệ đó với đại diện tiêu biểu là Phạm Văn Quyến đã hạ gục ông lớn Hàn Quốc tại vòng loại Asian Cup 2004. Với thiên tài Văn Quyến, cầu thủ được mệnh danh là trăm năm có một trong đội hình, U23 Việt Nam tự tin bước vào bảng đấu được đánh giá là nhiều thách thức với kình địch Thái Lan, Indonesia và Lào. Trận ra quân được xem là then chốt bậc nhất khi U23 Việt Nam đối mặt với Thái Lan, đội bóng đã lấy đi quá nhiều nước mắt của chúng ta từ đấu trường SEA Games cho tới giải vô địch Đông Nam Á. Sân Mỹ Đình mới ra mắt ngày ấy đã trở thành chảo lửa thực sự trong hành trình hướng tới tấm huy chương vàng của U23 Việt Nam. Nó tạo cảm hứng để Văn Quyến thực hiện một pha solo, một pha cứa lòng mà thời đó thường chỉ được thấy trên TV từ những siêu sao hàng đầu thế giới như Ronaldinho hay Dennis Bergkamp. Cái biệt tài của Văn Quyến chính là những pha xử lý kỹ thuật mượt mà đến kinh ngạc, cùng với đó là cái lòng trong chân phải luôn biết cách nghe lời. Quyến chạm bóng tới đâu, mang lại cảm xúc tới đó. Bàn thắng đẳng cấp vào lưới Thái Lan trong trận hòa 1-1 ấy đã bắt đầu thổi bùng những ngày tháng ngất ngây cùng SEA Games đầu tiên tại Việt Nam. Pha lập công mỹ miều ấy đóng đinh vào tâm trí các cổ động viên bởi vì nó được chiếu đi chiếu lại không biết bao nhiêu lần, mà mỗi lần theo dõi, cảm xúc vẫn cứ dạt dào khi sân Mỹ Đình òa lên trong sung sướng. Thời điểm đó, TV là thứ duy nhất nối liền cảm xúc giữa người hâm mộ. Không có smartphone, không có mạng xã hội. Bóng đá bình dị mà đáng nhớ cùng đôi chân ma thuật của Phạm Văn Quyến. Nhưng như đã nói, thế hệ ấy của bóng đá Việt Nam đâu thiếu gì những tên tuổi tài năng khác. Sau trận ra quân suôn sẻ, U23 Việt Nam trải qua hai trận đấu không hề dễ dàng trước Indonesia và Lào, nơi kết quả cuối cùng chỉ được quyết định bởi một bàn thắng duy nhất. Người hùng trong hai trận đấu đó là Phan Thanh Bình và Lê Công Vinh. Những tiền đạo cũng thuộc vào dạng xuất sắc bậc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Nói không quá, Thanh Bình và Công Vinh đã mở đường để dẫn U23 Việt Nam vào bán kết. Họ đã cùng nhau dọn ra một con đường để Văn Quyến bước lên và tỏa sáng theo cách rực rỡ nhất. Văn Quyến vốn không phải là tay săn bàn thứ thiệt, một người có thể nổ súng hết từ trận này tới trận khác. Nhưng cái biệt tài của Quyến béo là luôn biết cách đóng đinh vào trí nhớ người hâm mộ ở những thời khắc quyết định. Và ở SEA Games 2003, hễ Văn Quyến chạm bóng là sự khác biệt lại xuất hiện. Trận bán kết SEA Games năm đó với Malaysia có thể coi là trận bán kết hay nhất lịch sử của bóng đá Việt Nam, thậm chí là trận bán kết hay nhất lịch sử đấu trường SEA Games. Ở đó hội tụ đầy đủ những gì là kinh điển của một trận bóng đá, đó là những bàn thắng đẹp, những sai lầm cá nhân, thiên tài của ngôi sao và sự kịch tính đến nghẹt thở. Danh xưng bàn thắng siêu phẩm ngày ấy thuộc về Lê Quốc Vượng với một pha volley từ ngoài vòng cấm cháy lưới Malaysia. Cũng như Văn Quyến, Tài Em hay Thanh Bình, Quốc Vượng thực sự là hiện tượng của bóng đá Việt Nam ngày ấy. Một máy quét mang trong mình phẩm chất mà đến bây giờ vẫn khiến nhiều cổ động viên Việt Nam thích thú. Đó là sự khôn ngoan, quyết liệt và đặc biệt là khả năng sút xa thượng thừa. Bàn thắng ấy đã châm ngòi cho màn rượt đuổi tỷ số siêu ngoạn mục giữa Việt Nam và Malaysia. Văn Quyến là người tiếp theo bước ra ánh sáng trong trận đấu ấy. Hai trận liên tiếp không ghi bàn ở vòng bảng, hóa ra chỉ là lúc tiền đạo của U23 Việt Nam nén chặt chiếc lò xo của mình để rồi bung tỏa dữ dội ở vòng loại trực tiếp. Văn Quyến đã show ra những gì là tinh túy nhất của mình trong hai pha lập công vào lưới Malaysia. Trong cả hai bàn thắng đó, người ta đều cảm nhận được sự tinh quái trong từng cú dứt điểm và hơn hết là sự mềm mại khiến bao con tim ngất ngây. Văn Quyến ngày ấy mang trong mình sự tự tin đặc biệt khi đối đầu với các cầu thủ nước ngoài. Dù là những đội bóng tầm cỡ châu lục hay là những ông kẹ của bóng đá khu vực, chưa bao giờ người ta thấy Quyến béo có cảm giác run chân. Nhưng Malaysia cũng biết cách để khiến cho màn rượt đuổi tỷ số trên sân Mỹ Đình thêm phần hấp dẫn khi đưa trận đấu về thế cân bằng nhờ hai bàn thắng liên tiếp ở phút 85 và 87. Chào lửa Mỹ Đình đã thực sự trùng xuống trong khoảnh khắc lưới U23 Việt Nam rung lên lần thứ 3 khi tiếng còi kết thúc trận đấu đã cận kề. Nhưng số phận hôm đó đã chọn Văn Quyến và Phan Thanh Bình cho khoảnh khắc quyết định. Ở những phút bù giờ, Văn Quyến treo bóng vào từ quả phạt góc để Phan Thanh Bình đánh đầu tung lưới Malaysia. Sân Mỹ Đình lại nổ tung trong khoảnh khắc tiền đạo của U23 Việt Nam lao đi trong niềm hân hoan hạnh phúc. U23 Việt Nam đã vào chung kết SEA Games lần thứ 3 Lần này đặc biệt hơn bất cứ lần nào khác vì chúng ta đang được đá trên sân nhà. Chưa bao giờ cổ động viên bóng đá Việt Nam gần với chức vô địch khu vực như ngày ấy. Sau những thất bại đau đớn trước chính Thái Lan ở hai kỳ SEA Games 1995, 1999 hay lần tuột mất chức vô địch Tiger Cup 1998, niềm tin mới trở lại mạnh mẽ như thế này về bóng đá Việt Nam. Một thế hệ vàng được giới thiệu, một thiên tài trăm năm mới xuất hiện và một kỳ đại hội nơi chúng ta đang thành công rực rỡ với hàng trăm tấm huy chương vàng. Tấm huy chương vàng bóng đá nam ngày ấy sẽ khiến cho kỳ SEA Games thêm trọn vẹn. Gặp lại Thái Lan trong trận chung kết tranh huy chương vàng, sân Mỹ Đình đã không còn bất cứ một chỗ trống nào. Chảo lửa của chúng ta ngày ấy thực sự đã bị nén rất chặt về mặt con người và cũng bị nén cảm xúc suốt cả 90 phút khi U23 Việt Nam bị đối thủ dẫn trước trong hiệp 1. Thiên tài Văn Quyến cũng đã bị kèm chặt trong cả trận đấu ấy cho đến khi mọi thứ được bung tỏa dữ dội với tình huống volley đập đất ở phút 90+1. Một tiếng ồn khủng khiếp như chưa từng xuất hiện được tạo ra tại sân Mỹ Đình. Văn Quyến lao đi khi chiếc áo ngoài được cởi bỏ để lộ bên trong là chiếc áo với biểu tượng châu vàng của kỳ SEA Games 22. Năm đó Văn Quyến trở thành châu vàng của U23 Việt Nam, là người tạo nên những khoảnh khắc quý như vàng chạm tới mọi con tim yêu bóng đá. Hình ảnh Văn Quyến ngày ấy thực sự đã in sâu trong tâm trí những cổ động viên may mắn được theo dõi trực tiếp, dù là tại sân Mỹ Đình hay là qua màn ảnh nhỏ bên cạnh hàng xóm láng giềng. Một đều cho U23 Việt Nam ở những phút bù giờ và chúng ta hiểu rằng cả hai đội sẽ phải bước vào hiệp phụ với hy vọng về bàn thắng vàng. Ngày ấy hễ bàn thắng xuất hiện là trận đấu sẽ kết thúc và điều đó đã đến với Thái Lan chỉ 6 phút sau khi hiệp phụ đầu tiên bắt đầu. Ở thời điểm Natapon Phanrit sút tung lưới U23 Việt Nam, rất nhiều giọt nước mắt đã rơi. Không chỉ tại sân Mỹ Đình mà ở nhiều nơi khác trên giải đất hình chữ S, những giọt nước mắt đã xuất hiện. Cả đất nước đã trùng xuống trong thời điểm tưởng chừng tấm huy chương vàng bóng đá nam đầu tiên đã gõ cửa. Thất bại ngày ấy là lần thứ 3 bóng đá Việt Nam gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường SEA Games. Nó đau đớn khi đó là kỳ SEA Games trên sân nhà lần đầu tiên và đau đớn hơn khi đối thủ vẫn luôn là Thái Lan. Gần 20 năm trôi qua, nỗi buồn thất vọng ngày ấy giờ đã được lấp đầy với tấm huy chương vàng đầu tiên của U22 Việt Nam giành được tại Philippines 2019. Cùng với đó là vô số thành tích đáng tự hào mà đội tuyển quốc gia đã có được dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Những ký ức về những ngày tháng 12 năm 2003 của SEA Games Việt Nam, của những ngày đếm huy chương vàng và chờ đợi đôi chân ma thuật của Phạm Văn Quyến thì sẽ vẫn còn mãi đó. Những tiếc nuối, những giọt nước mắt về thế hệ ngày ấy cũng đã dần được cất vào dĩ vãng. Chỉ có lẽ những khoảnh khắc ngọt ngào và những giây phút bùng nổ mà thôi. Cảm ơn U23 Việt Nam về một thời kỳ thanh xuân rực rỡ ấy. Cảm ơn Quốc Vượng, Hữu Thắng, Thanh Bình và đặc biệt là cảm ơn Văn Quyến vì những dấu ấn không thể nào quên trong kỳ SEA Games đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam.